Xin chào tất cả các em học sinh. Rất vui khi được đồng hành cùng các em. Hôm nay thầy sẽ tiếp tục dạy cho các em đề thi Trung học phổ thông quốc gia môn toán. Chuyên đề ngày hôm nay thầy sẽ gửi đến cho các em đó là tổ hợp xác suất. Thầy vừa giúp cho các em xong đề chính thức 2018. Tiếp theo chúng ta sẽ đến đề minh họa năm 2019. Nhưng đề này chỉ có hai câu thôi. Đề này chỉ có hai câu. Về đề chính thức năm 2019 cũng có hai câu. Cho nên thầy sẽ gộp chung nhé, gặp chung đề 2019 lại với nhau nhé. Chúng ta cùng nhau đến với nội dung bài học. Bắt đầu ở câu số 9. Đề minh họa năm 2019 câu 12 với KN là hai số nguyên dương tùy ý, K bé hoặc bằng N, mệnh đề nào dưới đây đúng? CKN bằng N giao thừa chia K giao thừa nhân với N trừ K giao thừa. Đáp án đúng là câu A. Rồi, đây là công thức nhé. Bạn có hai công thức là bạn khó thuộc là AKN. AKN bằng N giao thừa chi N trừ K giao thừa, được không? Còn CKN thì bằng N giao thừa chi N trừ K giao thừa nhân thêm cho K giao thừa. Hình dung được không? Hình dung được không? Ngoài ra là AKN sẽ bằng CKN nhân với K giao thừa, được không? Còn nếu chúng ta không biết thì chúng ta có thể sử dụng KCO bằng cách cho N bất kỳ và K bất kỳ. Trong tình huống này thầy cho N bằng bằng 5, K bằng 3 nhé. N bằng 5, K bằng 3. 5 shift C3 trừ. Rồi dùng chức năng côn cũng được. Alpha x shift c alpha a trừ alpha x giai thừa chia alpha a giai thừa nhân cho alpha x trừ alpha a giai thừa. Đây thầy bấm nè. X thì đại diện cho N, Y đại diện cho K. Sẽ bắt đầu côn nhé. Côn ví dụ X cho bằng 19 đi, được không? Y thì cho bằng 5. Đó ra kết quả bằng 0, được không? Bất kỳ côn 10, côn 4, Y cho bằng 3. Nhớ Y phải lớn hơn bằng X nhé, được không? Hay là côn 8 bằng cho bằng 0. Rồi bấm máy thì thay vô thôi. Rồi câu tiếp theo thầy sẽ giúp cho các bạn, đó là câu số câu cuối cùng của đề minh họa 2019 câu 40. Có hai dãy ghế đối diện nhau, mỗi dãy có 3 ghế. Vẽ hình ra nhé. Câu số 10. Mỗi dãy có 3 ghế, được không? Xếp ngẫu nhiên 6 bạn học sinh gồm 3 nam 3 nữ ngồi vào hai dãy ghế sao cho mỗi ghế có đúng một học sinh ngồi nha. Phải có mỗi ghế một đúng học sinh nhé. Nhiều khi hai đứa ngồi một ghế. Xác suất để mỗi học sinh nam đều ngồi đối diện một học sinh nữ. Như vậy PA thì là bằng số phần tử của biến cố A chia ra số phần tử của không gian mẫu. Không gian mẫu là dễ rồi nè. Có 6 đứa ngồi vào 6 chỗ là 6 giai thừa. Hiểu không? Rồi cái vị trí đầu tiên nè. Cái vị trí này nè có mấy cách. Vị trí này sẽ có 6 cách, tại vì ai cũng có quyền ngồi, được không? Ai cũng có quyền ngồi, nam nữ đều có quyền ngồi, được không? Và khi thằng này 6 thằng này sẽ là mấy? Là 3. Tại vì thằng này là nam thì bắt buộc thằng này là nữ, mà có 3 đứa nữ thôi. Được không? Như vậy chúng ta xếp 2 đứa rồi nha, còn là 4 đứa. Chỗ này là 4 cách. 4 đứa còn lại đứa nào cũng có quyền ngồi chỗ này, được không? Ví dụ chỗ này là nam thì ngay đây còn lại là 2 đứa nữ thôi. Đây là 2 cách. Tương tự ngay đây là còn lại 2 đứa là 2, đây là 1. Được không? Như vậy chúng ta sẽ có là 6 nhân 3 nhân 4 nhân 2 nhân 2 nhân 1. Đúng không? 6 nhân 3 nhân 4 nhân 2 nhân 2 nhân 1. Chia cho 6 giai thừa. Rồi thì bấm này nè. Bằng 2 phần 5.
2/5 đáp án là câu A. Rồi, rất vui mừng. Đó chính là câu A. Rồi, tiếp theo thầy sẽ giúp cho các bạn đề chính thức năm 2019 cũng gồm có 2 câu. Số cách chọn 2 học sinh từ 7 học sinh là chọn 2, chọn là C, được không? Chọn 2 trên 7 là C27. Rồi, câu này là câu cho điểm nhé. Tiếp theo là câu 12, cũng là câu cuối cùng của đề chính thức 2019. Chọn ngẫu nhiên 2 số tự nhiên khác nhau từ 25 số nguyên dương đầu tiên. Tính xác suất để chọn được 2 số có tổng là một số chẵn. 25 số đầu tiên. Câu số 12 nhớ đề chưa? Không gian mẫu nhé. Chọn 2 số ha, chọn 2 số là C, cứ chọn là C thôi. Trên 25 số đầu tiên. Được không? Bây giờ vấn đề là omega A bằng bao nhiêu? Hai số đều chẵn nhé. Hai số đều chẵn. Thì chúng ta sẽ có trường hợp 1 là hai chẵn. Được không? Chẵn cộng chẵn thì nó sẽ ra chẵn, được không? Vấn đề là sẽ có bao nhiêu số chẵn đây? Từ 1 đến 25. Đếm giúp thầy có bao nhiêu chẵn? Từ 1 đến 25 có bao nhiêu chẵn, bao nhiêu lẻ? Câu trả lời là 12 chẵn. Bạn không biết bạn lấy tay bạn đếm nhé, bạn đếm ngón tay á. Nhưng mà xì bàn tay bạn đếm ngón tay ra nó ra nha. 12 chẵn và 13 lẻ. Được không? Như vậy chẵn là sẽ là C22. Trường hợp 2 là 2 lẻ, lẻ cộng lẻ sẽ ra chẵn, được không? Là C210 13. Và này là C212 cộng cho C210 13 hết rồi. Một lẻ một chẵn thì cộng lại sẽ ra lẻ. Rồi bấm máy tính. 12 xếp C2 cộng cho 13 xếp C2 chia cho 25 xếp C2. Bằng 12/25. 12/25 đáp án là câu C. Được không? Đáp án là câu C. Rồi sẵn đây còn một ít thời gian thầy giải luôn cho các bạn đề minh họa. Tại vì video nó khá ngắn, nó mới có 7 phút mấy thôi. Giải luôn cho bạn đề minh họa năm 2020 lần 1 nhé. Một nhóm gồm có 6 nam và 8 nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra một đứa học sinh? Ở đây có mấy đứa? Có tất cả là 10. 14 đứa. Chọn một đứa cho 14 thì đứa nào cũng được chọn nha. Đứa nào cũng có thể chọn. Nhưng mà có 14 cách. Câu cuối cùng là câu 36. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau. Xác suất để số được chọn có tổng các chữ số là chẵn bằng. Câu 14. Không gian mẫu. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập các số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau. Số chúng ta cần tìm là ABC gạch đầu. A thì sẽ có 9 cách. Được không? Số nào cũng có được quyền chọn hết. Số nào cũng có thể chọn nha. Trừ số 0 ra. B thì bỏ số A ra thôi. Còn là 9. C còn 8. Bỏ A với B. 9 x 9 x 8. Rồi. Xác suất để chọn có tổng các chữ số là chẵn nha. Rồi omega A bằng bao nhiêu? Trường hợp 1. 3 chẵn nhé. Được không? Chẵn cộng chẵn cộng chẵn thì sẽ ra chẵn. Được không? 3 chẵn thì A nó sẽ có mấy cách? Có tất cả mấy số chẵn? 0, 2, 4, 6, 8 là 5 số chẵn nhé. 5 số chẵn. A sẽ có 4 cách. Được không? A nhỏ này sẽ có 4 cách. Trừ số 0 ra. B nhỏ là 4 cách. Trừ chữ A ra. C nhỏ là có 3 cách. Được không? Trường hợp 2. 3 lẻ. 3 lẻ cộng lại là lẻ mất tiêu rồi. Gì nữa? 2 chẵn 1 lẻ. 2 chẵn 1 lẻ cũng không được. Cộng lại phải chẵn mà. 2 lẻ 1. 2 lẻ 1 chẵn. Được không? 2 lẻ 1 chẵn. 2 lẻ 1 chẵn thì cái vấn đề xảy ra là ở chỗ cái số 0 á. Nhưng cái vấn đề ở chỗ số 0 á. 2 lẻ 1 chẵn. Thì thầy sẽ chia làm trường hợp 1 đi. A chẵn đi. Được không? Có hai trường hợp thôi. Trường hợp 1 A chẵn và trường hợp 2 là A. Trường hợp 2.1 chứ. Trường hợp 2A đi. Trường hợp 2A.
trường hợp 2A, A chẵn nhé. A chẵn thì sẽ có mấy cách? A chẵn thì sẽ có 4 cách. Tại vì bỏ số 0 ra. Còn lại hai số là số hai số lẻ nhé. Còn lại hai số lẻ. Hai số lẻ là 5 nhân 5 nhân 4 đúng không? Số lẻ đầu tiên là có 5 cách này. Số lẻ thứ hai thì sẽ có 4 cách. Đúng không? Hay nói cách khác là A thì sẽ có 4 cách này, bỏ số 0, B thì sẽ có 5, C thì sẽ có 4. Được không? Là trường hợp 2B là A lẻ. Được không? Trường hợp 2B A lẻ thì A thì có mấy cách? A lẻ thì A sẽ có 5 cách. 1 3 5 7 9 ha. Tiếp theo là B. B thì sẽ có mấy cách? B thì sẽ có mấy cách? B thì sẽ có, rồi phân rõ ra luôn đi. Trong A lẻ, trong A lẻ thì có là thêm là B lẻ luôn, C chẵn luôn cho nó rõ ràng. Rồi nhánh thứ hai là B chẵn và A lẻ là C lẻ. Được không? Hai lẻ một chẵn. Hình dung được không? Cho nó rõ ràng nha. Rồi bây giờ bắt đầu nè. Hai tình huống lớn là A chẵn, A lẻ nè. Trong A lẻ thì sẽ có là B lẻ, C chẵn, B chẵn, C, C lẻ. Để chia trường hợp thì chia luôn. A lẻ thì có 5, 5 cách đúng không? B lẻ thì sẽ có 4 cách. Còn C chẵn thì sẽ có 5 cách. A lẻ là 5 nè. B chẵn thì là mấy? B chẵn thì là mấy? Là 5. Còn C lẻ thì là 4. Được không? Như vậy chúng ta có omega là 4 nhân 4 nhân 3 cộng với 4 nhân 5 nhân 4 cộng với 5 nhân 4 nhân 5 cộng với 5 nhân 5 nhân 4. Rồi bằng bao nhiêu? Lấy đi chia cho biến cố là được. Xin lỗi, lấy chia không cho mẫu là được. Bấm nha. 4 nhân 4 nhân 3 cộng 4 nhân 5 nhân 4 cộng 5 nhân 4 nhân 5 cộng 5 nhân 5 nhân 4 chia 9 nhân 9 nhân 8. Rồi hy vọng là đúng. Nhập xong rồi nè. Bấm 41 phần 81. Rồi rất mừng có đáp án rồi. Đáp án là câu A. Được không? Như vậy là thông điệp là năm nay sẽ có một câu tổ hợp xác suất khó nhé, như thế này. Được không? Câu như thế này gọi là khó với các bạn rồi. Được không? Có rất nhiều cách làm để làm tổ hợp xác suất nhé. Phần bù, trực tiếp, rồi chia trường hợp, đủ thứ hết nha. Rồi hy vọng các bạn sẽ học tốt tổ hợp xác suất để có thể làm được hai câu tổ hợp xác suất này. Và xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở chuyên đề số 9, chạy số và cấp số.